hiện triệu chứng của viêm đại tràng sớm để ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm xảy ra. Viêm đại tràng là tình trạng viêm nhiễm tùy thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ khác nhau mà có một hoặc nhiều các triệu chứng. Ví dụ, đi ngoài nhiều lần, đầy bụng chướng hơi. Ngoài ra, đi ngoài phân có thể kèm máu và nặng hơn là có thể sụt cân, suy nhược. Những triệu chứng của viêm đại tràng thường dễ gây nhầm lẫn, do đó người bệnh thường có tâm lý chủ quan, không đi khám bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể gặp những biến chứng rất nguy hiểm, ví dụ như thủng đại tràng cấp tính, nhiễm độc đại tràng, xuất huyết đại tràng và ngoài ra thậm chí có thể gây ung thư đại tràng. Bạn nên điều trị sớm để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Gợi ý dành cho bạn một sản phẩm đến từ Nhật Bản, Benvisin Bifina, chỉ cần sử dụng mỗi ngày một gói. Sau 3 đến 4 ngày sử dụng, tình trạng đi ngoài nhiều lần cũng như các triệu chứng khác của viêm đại tràng sẽ được cải thiện rõ rệt. Vì Benvisin Bifina sử dụng công nghệ độc đáo SMC giúp bảo vệ lợi khuẩn sâu xuống tận ruột non và đại tràng, đem lại hiệu quả nhanh và nhạy, nhanh chóng lấy lại cân bằng hệ vi sinh đường ruột ở tỷ lệ vàng 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn, tiêu hóa khỏe mạnh, đại tiện ổn định, không lo tái lại nhiều lần, không lo kiêng thêm khổ sở. Bạn hãy sử dụng men vi sinh Bifina ngay hôm nay để có được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh bạn nhé. Bifina, men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản, chuyên dành cho người viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích. Bifina.